Tập 19. Phó viện trưởng Triệu. Phó viện trưởng Triệu, anh đang làm gì vậy? Anh có nghĩ làm gì Tiểu Bảo sẽ ra sao không? Tiểu Bảo, coi kìa, ba còn ở đó. Mau qua đó đi. Ba ơi, ba ơi, ba đang uống thuốc hả? Ba sao vậy? Tiểu Bảo, ba con bị bệnh rồi. Ba bệnh rồi, con phải chăm sóc ba cho tốt nha. Dạ được. Ba ơi, ba đừng sợ, con sẽ chăm sóc ba. Con trai, viện trưởng ông về rồi. Tôi sốt ruột muốn chết. Có chuyện gì? Bệnh viện lộn xộn quá. Xảy ra chuyện gì? Triệu Công Lương tự nhốt mình trong kho hàng, uống rất nhiều thuốc ngủ. Anh ta muốn tự sát. Đã cứu được rồi. Bác sĩ Mạnh đã khuyên giải ổng. Viện trưởng còn một chuyện nữa. Bệnh nhân tên Nghiêm Vĩnh Kiều lại không thấy nữa. Sao lại không thấy nữa? Đúng, ai phát hiện? Bác sĩ Ngô, à không, chủ nhiệm Ngô phát hiện. Ai là người trông thấy sau cùng cũng không rõ nữa. Trời ơi, tôi vốn tưởng rằng đó là con cá lớn, để làm xong chuyện này có thể vất vả một lần, cả đời nhàn nhã. Đánh cuộc một lần cũng đáng. Vì tiến hay lùi tôi cũng chỉ có con đường chết. Tôi chỉ có thể kiên quyết tiến về phía trước. Phải nhận tội thì nhận, phải ngồi tù thì ngồi. Vì con trai tôi mới đánh cuộc lần này. Phó viện trưởng Triệu, ông không nên mạo hiểm nữa. Nếu đúng là ông rửa tiền cho Hạ Hồng Vũ, nỗi quan này ông sẽ phải gánh cả đời. Ông không nghĩ thử xem hắn là người thế nào? Hắn là tên lừa đảo. Ông có thể tin lời tên lừa đảo sao? Đừng phí hơi sức nữa. Chuyện tới nước này rồi, có nói gì cũng trễ rồi. Không có gì là trễ hết. Chỉ cần dựa vào pháp luật, mọi chuyện đều có thể cứu vãn. Phó viện trưởng Triệu, các Tiểu Bảo cần không phải là tiền, mà là một người cha trong sạch. Trương Giang, hay là chúng ta về đi. Chúng ta đã tới đây rồi, sao phải quay về? Có trị cũng không khỏi đâu. Bác sĩ Mạnh giới thiệu chủ nhiệm Ngô, lại là bác sĩ chữa trị của Nghiêm Vĩnh Kiều. Chắc chắn ổng rất hiểu Nghiêm Vĩnh Kiều. Có lẽ chỉ có ổng mới trị khỏi bệnh cho em. Đã có hy vọng thì chúng ta cũng nên thử đi. Đi nào. Hôm nay có một bệnh nhân, em không biết phải xử lý thế nào. Anh có chuyện phải ra ngoài một chút, lúc về hãy nói. Em không làm mất thời gian của anh đâu. Em biết là Nghiêm Vĩnh Kiều mất tích rồi. Em nói xem anh làm gì có tinh thần nói mấy chuyện này. Bệnh nhân này đã từng qua lại với Nghiêm Vĩnh Kiều. Sau khi chia tay đã bị Nghiêm Vĩnh Kiều tạt axit quỷ dung nhan. Cô ở đâu? Bình thường cô ngủ có ngon không? Trong người có chỗ nào không khỏe? Ví dụ như nhức đầu hoặc là buồn nôn gì đó. Bác sĩ, tay chân cổ cứ lạnh ngắt, không cách nào làm cho ấm lại. Tôi hỏi lại cô một vấn đề. Trong cuộc sống, cô cảm thấy với những người xung quanh thế nào? Nói cách khác, cô cảm thấy những người xung quanh có thân thiện với mình không? Bây giờ tôi muốn rời bỏ chỗ đó, tới một nơi không có ai nhận ra. Còn với người nhà, tôi nghĩ nếu tôi chết đi có thể sẽ tốt hơn. Hứa Hồng, đừng nói lung tung. Xin lỗi, anh có thể ra ngoài đợi một lát không?
Bác sĩ, nếu như cô không muốn nói, mọi người cũng đừng ép cô. Trương Giang, hãy tin chúng tôi, được không? Lại đây. Yên tâm đi. Cảm ơn. Trong cuộc sống, cô sợ nhất là gì? Sợ bóng đêm, sợ có một mình trong phòng. Tới buổi tối, tôi đều bật hết đèn trong nhà lên, không dám đọc báo, không dám xem tin tức. Tôi sợ mở tivi lên sẽ thấy những chuyện không hay. Từ những ghi chép của bác sĩ Mạnh cho thấy, đối với những sự vật xung quanh, cô đều mang tâm lý lo sợ, bao gồm nhận thức của cô về giới tính cũng có chỗ không bình thường. Cô có từng bị xâm phạm gì không? Không sao, cô không phải lo, chúng tôi đều là bác sĩ. Chỉ khi cô đem hết những điều bí mật trong lòng nói với chúng tôi mới có thể giúp cô tìm ra nguyên nhân căn bệnh, có hiểu không? Hứa Hồng, bác sĩ Ngô là bác sĩ chữa trị của Nghiêm Vĩnh Kiều. Chúng tôi đều biết hắn là người biến thái thích bạo hành. Hắn có xâm phạm cô không? Cô còn nhớ tỉ mỉ tình hình lúc đó không? Làm sao tôi quên được? Cả cuộc đời này tôi cũng không thể quên. Bọn chúng trói tôi lại, tôi chỉ dùng dậy một chút là chúng liền đánh tôi. Chúng là ai? Nghiêm Vĩnh Kiều và Hạ Hồng Vũ. Hạ Hồng Vũ đã làm gì cô? Tôi không nhớ nữa. Lúc đó tôi rất đau đớn. Lúc đó tôi không thể tập trung nổi. Chỉ nhớ là hình như bọn chúng cãi nhau. Cãi nhau chuyện gì? Còn gì ngoài chuyện tiền bạc? Bây giờ nghĩ lại, hình như chuyện có liên quan tới vụ lừa gạt tiền cây cầu Ung Nham. Bọn chúng tuy cùng nhau lừa gạt, nhưng đến lúc chia tiền, vì phân chia không đồng đều nên mới cãi vã và cắn xé nhau. Tôi còn nhớ, hình như bọn chúng có nói tới một nữ sinh viên y khoa, có thể là Nghiêm Vĩnh Kiều quen biết lúc học đại học. Nghiêm Vĩnh Kiều nói, nếu như nữ sinh viên này không chết, mày không đến nỗi trở thành như vậy. Tôi không biết nữ sinh bọn chúng nói là ai. Dẫu sao cũng là một người nào đó mà hai bọn chúng quen biết. Thì ra là do mày làm. Bây giờ tao biết rồi, nguyên nhân gì khiến cho mày bị bất lực. Tôi vốn thân thể yếu nhược, mày đang chột dạ.
tôi! Cứu tôi với! Giết người! Cứu tôi! Cứu tôi với! Bác sĩ Lưu, hình như có tiếng la hét phải không? Có sao? Tôi đi kiểm tra phòng một chút. Tiểu Liễu, chuyện gì? Đi với tôi kiểm tra phòng. Không phải tôi, không phải tôi, không phải tôi. Nói nhỏ một chút. Tôi trả nó cho anh, tôi trả lại nó cho anh là được chứ gì. Cái này ở đâu mà có? Không phải trộm, cũng không phải cướp. Là cổ cho tôi. Cổ là ai? Là cô nữ sinh xinh đẹp trong trường y. Là cổ cho tôi. Nói láo. Cô gái tốt đẹp như vậy, năm đó bị bọn mày làm nhục, bị bọn mày hại đến tâm thần phân liệt, cuối cùng phải tự sát. Ông là ai? Ông là ai? Tao chính là người thanh niên năm đó bị chúng mày trói lại. Người trong 14 năm nay luôn tìm bọn mày báo thù. Tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi. Không phải tôi làm đâu. Không phải tôi làm đâu. Đều là ý của Nghiêm Vĩnh Kiều. Đều là ý của hắn. Tôi cũng không còn cách nào khác. Không có chuyện gì đâu. Hơn phân nửa bệnh nhân thấy ác mộng cũng kêu la thành tiếng vậy. Đừng nói trước như vậy. Vẫn còn mấy phòng chưa kiểm tra hết. Đi. Bác sĩ Ngô, anh là bác sĩ đức cao vọng trọng. Anh đừng nên so đo tính toán với tôi, đúng không? Tôi sẽ bồi thường cho anh. Tôi có tiền. Tôi sẽ bồi thường tổn hại tinh thần cho anh. Láo toét. Mày nghĩ là tính mạng của Trác Nhiên có thể bồi thường được sao? Là ai làm vậy? Mau qua đây tháo dây ra. Tôi đi kêu bác sĩ Lưu. Chủ nhiệm Ngô, đi mau lên. Hà Hồng Vũ, nói tôi biết là ai làm. Nói với tôi ai làm. Có chuyện gì vậy? Có người vô phòng bệnh Hạ Hồng Vũ, dùng dây thừng trói anh ta lại. Tôi thấy bị hù dọa không nhẹ. Hạ Hồng Vũ, Hạ Hồng Vũ, Hạ Hồng Vũ, ông nghe thấy tôi nói không? Nghe thấy rồi. Vừa rồi người trói ông là ai? Hình dạng hắn thế nào? Chích cho anh ta một mũi thuốc an thần trước đi. Những vấn đề khác đợi sáng ngày mai rồi nói. Đợi chút bác sĩ Ngô. Anh cũng không hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì nữa. Không phải vừa mới nói rồi sao? Có người xông vào phòng hắn, hắn bị trói lại, không phải là chuyện như vậy sao? Hạ Hồng Vũ trên thương trường có không ít kẻ thù, cũng thiếu nợ không ít. Anh thấy nhất định là người ngoài làm. Kẻ thù của hắn hoặc chủ nợ vô đây. Tại sao không thể là người trong nội bộ bệnh viện? Em nói là người ở khu bệnh nhân. Anh thấy cũng không phải không có khả năng này. Ý em không phải như vậy. Bệnh nhân hoàn toàn không thể. Họ không có chìa khóa không vô được. Vừa rồi em đi kiểm tra ba khu bệnh nhân, không thiếu người nào. Em nói thẳng ra có ý gì đây? Gần đây có một tin dịch nói Hạ Hồng Vũ giấu một tài sản kết xù. Tôi thấy chắc là tên nào ham tiền liều mạng gây ra chuyện ngu ngốc này. Có thể nào là phó viện trưởng Triệu không? Giữa ổng và Hạ Hồng Vũ liên quan lợi lộc cũng khá nhiều. Đừng đoán mò nữa. Chỉ cần bệnh nhân vô sự là tốt rồi. Ngày mai hãy nói. Bác sĩ Ngô. Chuyện gì? Bên ngoài đang mưa, cẩn thận coi chừng bị cảm đó.
Không sao. Chắc tại vừa rồi ngủ quên ở bàn làm việc, có thể bị lạnh một chút. Anh nói dối em. Em nói gì? Quần áo anh thì khô, tóc lại ướt như vậy. Anh đi đâu? Không liên quan tới em. Tối nay anh lại trực nữa hả? Làm như là ngon lắm. Tỉnh rồi hả, Hà Hồng Vũ? Cảm thấy thế nào? Nhức đầu. Chuyện xảy ra tối hôm qua anh còn nhớ không? Giống như nằm mơ thấy ác mộng. Nhưng mơ thấy cái gì thì không nhớ được. Tốt nhất là nhớ không ra. Anh thấy đó là một trò đùa quái đản. Bệnh cảm của anh hết chưa? Anh đâu có sao. Đều do anh làm hết. Đừng giấu em nữa. Anh chỉ dầm mưa một chút, em liền nghi ngờ anh. Sau chuyện đó hắn không nhớ được gì hết. Tại sao lại như vậy? Em hỏi anh làm sao biết được? Trước lúc anh chưa làm chuyện gì không thể cứu vãn, tự thú đi. Anh cũng từng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Đó là chuyện của 14 năm trước. Anh cảm thấy cái chết của Trác Nhiên đều do lỗi của mình. Vì có thể hiểu tình cảm của con, cũng hiểu được trong 14 năm nay anh ta khó mà xóa hết đau buồn. Nhưng mà anh ta không nên làm như vậy. Không có quyền đó. Chỉ có pháp luật mới được phép phán quyết tội phạm. Chỉ có pháp luật mới trừng phạt tội phạm. Nhưng pháp luật không thể bảo vệ người bị hại, cũng không nghiêm trị người phạm tội. Không phải chúng ta khoanh tay đứng nhìn sao? Tu Văn, những sự việc khó xử như vậy có thể phát sinh mỗi ngày. Chuyện chúng ta có thể làm là phải giữ vững tâm của mình, không thể để vượt quá giới hạn. Dì Hà, dì sao vậy? Chào anh, bác sĩ Ngô. Hôm nay bà có vẻ khỏe rồi, thần sắc cũng rất tốt. Đừng gạt tôi. Vừa làm xong xạ trị, sắc mặt có phải là không khác gì người chết, có phải không?
Đâu có. Lần này bà bệnh, Tu Văn lo lắm đó. Bệnh của tôi có lo cũng vô dụng. Còn anh, nghe nói mắt của anh không được khỏe lắm. Chuyện này tôi hiểu rất rõ. Mắt tôi sớm muộn gì cũng bị mù. Tại sao anh phải làm như vậy? Bà muốn nói chuyện gì? Vì báo thù. Anh hủy hoại cả đời mình. Có đáng không? Tôi đã làm luật sư hành án mấy chục năm, biện hộ cho vô số người, trở thành luật sư danh tiếng. Đối mặt tội phạm bị tình nghi, bất kể trong lòng mình chán ghét, không thể đồng cảm đến đâu, bất kể mọi người và bạn bè không hiểu mình bao nhiêu, tôi đều phải kiềm chế tình cảm chủ quan của mình. Là trách nhiệm của tôi. Tôi nghĩ nghề nghiệp và trách nhiệm của thầy thuốc và luật sư cũng giống nhau. Bác sĩ cũng phải trị cho người mình chán ghét, người mình không đồng cảm, thậm chí trị bệnh cho kẻ thù trước kia của mình. Có đúng không? Huống hồ anh là một bác sĩ tâm thần. Bệnh nhân trước mặt anh, nội tâm họ hoàn toàn không có sự phòng thủ. Bác sĩ Ngô, trừng trị cái ác, biểu dương diệt thiện không phải trách nhiệm của anh. Trị bệnh cứu người mới là thiên chức của anh. Bỏ đi, bà nghỉ ngơi cho khỏe. Hôm khác tôi sẽ tới thăm bà. Đợi chút, Tiếu Châu. Tiếu Châu, anh phải đối xử tốt với Tu Văn. Nếu anh làm hại nó, tôi có làm ma cũng không tha thứ cho anh đâu. Yên tâm đi, cổ kiên cường hơn bà tưởng tượng rất nhiều. Bà nằm xuống đi. Nghỉ ngơi cho khỏe. Vụ của Trương Giang và Hứa Hồng sắp ra tòa rồi, nhưng tới giờ họ vẫn chưa tìm ra chứng cứ xác thực để chứng minh 3 năm trước Nghiêm Vĩnh Kiều tinh thần bình thường. Anh là bác sĩ chữa trị của anh ta, có thể giúp họ không? Tại sao anh phải giúp họ? Vì Hứa Hồng là người bị hại, chúng ta nên thông cảm với cổ, đòi lại công bằng cho cổ. 14 năm trước, Trác Nhiên chết một cách oan ức như vậy. Lúc đó anh cũng không còn cách nào khác. Cảm giác bất lực này đến giờ vẫn còn đè nặng lên thần kinh của anh. Anh là bác sĩ chữa trị của Nghiêm Vĩnh Kiều, chỉ có anh mới giúp được Hứa Hồng, giúp cổ giải tỏa vướng mắc tâm lý, để cổ hồi phục trở lại. Em dùng mọi cách nói giúp cho họ, đổi lại là nhất định chụp anh tội danh không làm tròn nhiệm vụ. Tu Văn, em muốn hy sinh. Hy sinh anh để bảo vệ họ. Họ không thắng kiện vẫn có thể tiếp tục sống. Còn anh nếu đi tự thú sẽ hủy hoại sự nghiệp và danh dự cả đời mình. Sống trên đời chỉ có một nguyên tắc. Chúng ta không yêu cầu đạo đức của một người hoàn mỹ thế nào, nhưng phải tôn trọng pháp luật. Anh không chỉ đùa giỡn nhân cách của Nghiêm Vĩnh Kiều và Hạ Hồng Vũ, đồng thời anh còn đùa giỡn với cả pháp luật nữa. Anh thật không thể ngờ em còn có đạo lý như vậy. Đây không phải đạo lý gì hết, là nguyên tắc làm người cơ bản nhất.
Em đang dạy anh cách làm người hả? Phải không? Trương Giang cũng là một người muốn báo thù, nhưng cái cậu ta dùng là sự chính đáng của pháp luật, không giống như anh. Em đồng tình với anh, nhưng em đồng tình với họ hơn. Được, em cứ đồng tình với cậu ta đi. Có thể dùng pháp luật của em đi kiện anh. Để em thắng kiện rồi, tự nhiên sẽ chứng minh Nghiêm Vĩnh Kiều 3 năm trước là người có tâm trí khỏe mạnh, trả lại công bằng cho người bị hại. Đã có báo cáo xét nghiệm tử thi. Người chết, nam, 35 tuổi, tên Nghiêm Vĩnh Kiều, bệnh nhân của bệnh viện tâm thần Hà Nguyên. Thời gian chết vào khoảng nửa đêm 3 giờ sáng. Nửa năm trước, sau khi bệnh nhân bỏ trốn khỏi bệnh viện, không rõ tung tích, cho đến một tuần trước, ông ta tới sở cảnh sát đầu thú. Bệnh nhân suy nghĩ hỗn loạn, thần trí bất minh, đã xác thực mắc bệnh cuồng loạn. Theo suy đoán của chúng tôi là do sơ ý rơi xuống nước mà chết. Bác sĩ, vẫn còn hai chuyện phải xác minh lại một chút. Được rồi, hỏi đi. Lúc khám tử thi, chúng tôi phát hiện có một lượng thuốc nhỏ gây mê. Chuyện này là thế nào? Đúng, sau khi chúng tôi đưa bệnh nhân về bệnh viện, có tiêm cho anh ta một lượng thuốc an thần như vậy. Vậy thì đúng rồi. Ngoài ra, cổ tay và mắt cá chân anh ta phát hiện vết tích bị trói. Chuyện này là sao? Anh ta vốn tính tình nóng nảy, bệnh nhân có khuynh hướng bạo lực. Chúng tôi vì nghĩ đến sự an toàn của y tá và những bệnh nhân khác, nhất định phải có sự hạn chế về tự do thân thể của anh ta. Có thể với các anh điều này vô nhân đạo, nhưng chúng tôi... Không đâu, không có đâu. Được rồi, vậy đã rõ rồi. Hôm nay không chết, ngày mai cũng chết, sớm muộn cũng phải chết. Đáng sợ quá, còn không phải sao? Nghiêm Vĩnh Kiều chết đi, hy vọng của Hứa Hồng tiêu tan. Dù họ có quyết tâm thế nào, cũng không thể tố cáo một người chết. Nghiêm Vĩnh Kiều chết, nhân chứng duy nhất của việc Hạ Hồng Vũ lừa bịp người ta cũng biến theo luôn. Bây giờ, người đáng nghi ngờ nhất là ảnh. Bây giờ em vẫn cho rằng anh phải chịu trách nhiệm cái chết của Nghiêm Vĩnh Kiều, đúng không? Nghiêm Vĩnh Kiều lúc đó đang phát bệnh, nếu không có người cố ý thả anh ta đi, làm sao có thể chạy thoát sự phòng bị nghiêm ngặt của bệnh viện? Điểm này anh cũng cảm thấy kỳ lạ. Có thể hắn không đi bằng cửa chính, mà đi bằng đường khác. Anh không cảm thấy mình giải thích cứng nhắc sao? Dù gì đi nữa, anh cũng ép hắn trở thành người bệnh thần kinh. Anh đã phạm một sai lầm không thể cứu vãn. Ý em muốn nói, anh ép Nghiêm Vĩnh Kiều thành người điên, đúng không? Được, không sai. Suy nghĩ của em đều đúng. 14 năm trước, anh đã muốn giết hắn. Anh muốn trừng trị hắn, làm nhục hắn. Giống như năm đó, hắn đã làm nhục anh. Đó là anh đang phạm tội. Đúng là anh đang phạm tội. Em hiểu được những gì? Lúc đó anh có rất nhiều cơ hội giết hắn, nhưng anh không làm. Vì đó không phải chủ ý của anh. Cho dù hắn làm hại đôi mắt anh, nhưng anh lại thương xót hắn. Đó là vì anh bị lương tâm ngăn cản. Em không muốn anh biến thành ma quỷ. Anh không phải ma quỷ. Anh đang muốn tiêu diệt ma quỷ. Có biết không? Bình tĩnh đi Tiếu Châu. Bình tĩnh lại. Được không?
Bác sĩ Ngô, anh đưa tôi tới đây làm gì? Bên ngoài không khí trong lành rất tốt cho sức khỏe của anh. Vậy sao không ra hoa viên hả? Ở đây yên tĩnh, không ai quấy rối. Tình hình nghiêm trọng như vậy, sao cô không báo cho tôi biết sớm? Tôi không biết nên làm thế nào. Tôi vẫn cho rằng Tiếu Châu trạng thái tâm lý có chút mất thăng bằng, đặc biệt là chuyện tình cảm có trở ngại nhất định. Đã bao nhiêu năm nay, anh ta từ chối rất nhiều cô gái tốt, vẫn sống độc thân. Tôi cũng không hiểu tại sao. Thì ra anh ta đã gặp chuyện đau lòng như vậy. Có thể ảnh tự tạo áp lực cho mình quá lớn. Dù sức mạnh có lớn đến đâu, cũng có lúc cạn kiệt. Tôi hiểu rồi. Anh tha cho tôi đi. Tôi đã rất hối hận về chuyện đó. Anh cũng biết tôi đã phải trả giá cho chuyện này rồi. Tha cho tôi đi. Nhìn xem, đây là cái gì? Cái này tìm được trong rãnh nước. Tối hôm đó mưa rất lớn, đường núi không dễ đi. Nghiêm Vĩnh Kiều là do anh giết. Sao có thể được? Ảnh là bạn học của tôi, lại là bạn tốt của tôi. Sao tôi lại muốn giết ảnh? Tôi giết ảnh có lợi ích gì? Đó chính là câu đố tôi đang muốn giải. Giết chết hắn sẽ có lợi cho ai? Anh biết, tôi đang trị liệu để hắn hồi phục. Anh sợ nên giết hắn diệt khẩu, bởi vì hắn biết rõ hành vi đe dọa của anh. Một khi hắn hồi phục lại thì có thể ra làm chứng. Như vậy anh khó thoát khỏi lưới pháp luật. Tôi nghĩ anh cũng nên biết, bệnh nhân thần kinh lúc chưa phát bệnh, lời khai có thể làm bằng chứng. Trong tay tôi có một bản giám định y khoa do bác sĩ Ngô đây viết. Nó có hiệu lực trước pháp luật. Đợi anh chết rồi, tự nhiên tôi sẽ đi tự thú. Lúc phát hiện thi thể của Nghiêm Vĩnh Kiều thì nó đã trôi xuống hạ lưu rồi. Muốn điều tra sợ rằng tra không ra. Nhưng còn anh, nhân lúc chưa ai biết, liền ném đôi giày dính bùn, ném vào nhà vệ sinh. Anh cho rằng sẽ không ai biết được. Không ngờ đôi giày này làm nghẹt đường nước, cho nên mới bị bại lộ. Anh cười cái gì? Tôi cười anh suy nghĩ hão huyền. Chỉ dựa vào đôi giày mà định tội tôi được hả? Nên biết, ban đêm các phòng bệnh đều khóa cửa. Chìa khóa ở trong tay bác sĩ trực ban và y tá. Tôi có bản lãnh gì đem Nghiêm Vĩnh Kiều ra ngoài hả? Lan can phòng bệnh 115 hư lâu rồi. Trước tiên anh lén trao đổi với Long Đại Hưng để vào phòng ông ta. Anh chỉ cần hù nhẹ Triệu Cung Lương là anh ta liền cúi đầu nghe theo. Bây giờ trước mặt anh có hai con đường. Một là từ chỗ này nhảy xuống dưới. Hai là đợi cảnh sát tới bắt anh. Không có lựa chọn thứ ba sao? Không có. Sao anh lại phải đối với tôi như vậy? Hả?
Tại sao? Bác sĩ Mạnh 5 lần 7 lượt hỏi tôi không nói gì hết. Nhưng anh vẫn muốn đối với tôi như vậy. Nếu tôi muốn tự bảo vệ mình, cũng không phải đợi 14 năm. Bây giờ anh biết sám hối rồi. Muốn xin cô gái đó tha thứ không? Vẫn còn kịp đó. Bác sĩ Ngô, anh muốn làm gì? Đừng như vậy mà. Anh làm gì vậy? Cứu tôi với. Cứu tôi với. Lần này biết sợ rồi hả? Ngô Tiểu Châu, anh làm gì vậy? Anh bình tĩnh lại đi. Anh phải kiềm chế lại. Hắn điên rồi. Hắn là thằng điên. Hắn điên rồi. Anh làm gì vậy? Hắn muốn giết tôi. Hắn muốn giết tôi. Hắn bức hại tôi và Nghiêm Vĩnh Kiều. Cô gái tên Trác Nhiên là bệnh nhân bệnh viện các anh. Các anh điều tra đi. Hắn muốn giết tôi và Nghiêm Vĩnh Kiều. Hãy tin anh, anh sẽ không giết hắn. Nghiêm Vĩnh Kiều chết không rõ ràng. Người kế tiếp là tôi. Các anh cứu tôi với. Cứu tôi với. Hãy tin anh. Các người hãy cứu tôi với. Từng người một. Xin hỏi viện trưởng Hạ Hồng Vũ ở đâu? Sao không cho chúng tôi gặp ổng? Đúng đó, sao không cho gặp ổng? Có phải có ẩn tình gì không? Anh ta đã làm thủ tục xuất viện, không còn liên quan tới bệnh viện chúng tôi. Nghe nói ổng muốn ra nước ngoài trị bệnh. Về phương diện chữa trị, có phải bệnh viện không tròn chức trách? Phải đó. Có phải trong thời gian trị bệnh ổng có qua lại làm ăn với bệnh viện các ông? Là thật phải không? Đúng đó, là thật phải không? Chúng tôi quả thật có nhập một lô thiết bị y tế của công ty Thông Đạt. Bản thân Hạ Hồng Vũ cũng có cổ phần của công ty này. Nhưng những việc này và cá nhân Hạ Hồng Vũ không có liên quan với nhau. Số thiết bị này chúng tôi đã trả hết rồi. Nghe nói phó viện trưởng vì ăn hối lộ nên bị đình chức thẩm tra. Như vậy cho hỏi, bác sĩ Ngô Tiểu Châu có liên quan tới chuyện này không? Đúng rồi, có liên quan gì không? Tuyệt đối không có liên quan, không có liên quan gì hết. Đây là một vấn đề ngày càng đáng lo của xã hội. Cạnh tranh khốc liệt, ham muốn lan tràn, áp lực sinh tồn ngày càng lớn. Nhưng cơ chế giảm áp lực của xã hội chưa đủ kiện toàn, dẫn đến tỷ lệ bệnh thần kinh ngày càng cao. Rất nhiều người coi bệnh thần kinh là ma quỷ. Thậm chí có người còn coi bác sĩ khoa thần kinh là ma quỷ nữa. Bệnh nhân tâm thần không phải người xấu, cũng không phải phế nhân. Từ đáy lòng họ phát ra tiếng kêu cứu không thành lời, là họ cần sự giúp đỡ của chúng ta. Từ lâu con người đã nhận biết rõ bệnh tật của bản thân. Nhưng tại sao không thể nhìn thẳng bệnh tật về mặt tinh thần của mình? Tất cả chúng ta đều biết, chúng ta nhiễm lạnh sẽ bị cảm. Trái tim ta cũng bị cảm lạnh như vậy. Tinh thần của chúng ta cũng bị chứng bệnh bất trị. Tới lúc đó chúng ta kêu cứu ai đây? Nhờ ai lôi chúng ta lên từ trong dũng bụng tối tăm đó? Chỉ có thể nhờ mấy thầy thuốc này thôi. Em tới đây làm gì? Đi làm việc đi. Em biết anh hận em. Anh đợi suốt 14 năm. Giờ em làm hỏng hết. Viện trưởng không báo cảnh sát. Ông muốn cho anh một cơ hội tự thú. Tiểu Châu, anh sao vậy? Hả? Tiểu Châu, anh có nhìn thấy không? Anh không sao chứ? Hả?